Chào một người ngày xưa anh đã hứa, màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thương dịu em đi, tàn cây năm trước dàn mini, model là Kenwood CA5MD. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao là 22 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20 đến 25 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác cần sử dụng đổi nguồn hoặc lấy điện 100V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn này. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác có thể cọc trước 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% thì em sẽ bao luôn phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Nếu mà các bác không muốn em bao ship á, thì em sẽ tặng cho mình cái khiển học, tức là cái remote học. Mình có thể chỉnh được bass, treble và chỉnh lượng luôn ít bass ở trên bộ dàn này. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo nha. Kenwood CA5MD. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Mình cắm hai đầu AV, đỏ theo đỏ, trắng theo trắng, và một đầu 3.5 còn lại mình cắm vào điện thoại hoặc là tivi hoặc là máy tính nha. Phía dưới này hỗ trợ ngõ xích ao để kết nối xích điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. FM tần số là 90. Hai cái loa này là mình có thể keo cho nó dính liền như vậy được, hoặc là mình tháo rời được nha. Bên hông cái loa nó có một cái chốt. Cái chốt này cho mình gắn dính vào âm ly được luôn. Còn nếu mình không thích kiểu như vậy ấy, thì mình gỡ ra là hai cái lo nó nằm bình thường như những bộ dàn khác. Nãy giờ em đã test nhạc vàng qua chức năng ao ít cái nó điện thoại. Tiếp theo đây thì em sẽ test một đoạn nhạc sôi động, rồi em xin kết thúc clip. Mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại và địa chỉ em vừa nêu trên bài đăng giúp em.